cũng là pháo đảng phục vụ lũ cướp này kia, cái lũ phá đảng phá nhà nước kia. Thế bố ơi, này chúng ai? Các bà mày làm gì? Các bà mày đang đi bộ ở vườn hoa mai xuân tưởng tổ sư bố nhà chúng mày. Cha năm đời mười đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo đảng phục vụ lũ cướp ngày phá đảng phá nhà nước kia. Các bà mày đang đi bộ trên vườn hoa mai xuân tưởng cớ gì chúng mày lôi bà mày về đây? Cha tổ sư bố cái lũ chúng mày. Cha năm đời mười đời nhà chúng mày. Cha tổ sư bố cái lũ ăn cơm dân mặc áo đảng phục vụ mấy cái thằng cướp ngày. Cha tổ sư bố nhà chúng mày. Chúng mày phá đảng phá nhà nước à? Các bà mày đang đi bộ trên đường loa mai xuân đường, chúng mày làm gì mà các mày, các bà mày làm gì mà chúng mày lôi vào mày về đây? Cha tổ sư bố cái lũ ăn cơm dân mặc áo đảng phục vụ lũ cướp ngày kia, nhông nhông à, chó lớn chó bé à, cơm chúng mày ăn vào mồm là do các bà mày đổ môi chán chán tối lồn nóng quế nuôi mày. Cổ sư bố nhà chúng mày, cha cái ông vàng vải nhà mày, cha năm rồi mười đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo đảng phục vụ lũ cướp ngày kia, cha tổ sư bố nhà chúng mày, đảng dạy mày như thế này à, đảng dạy chúng mày làm ăn như thế này à, nhà nước cho chúng mày làm ăn như thế này à, cha năm đời mười đời nhà chúng mày, cha tổ sư bố cái lũ ăn cơm dân mặc áo của đảng phục vụ lũ cướp ngày kia, đảng dạy chúng mày như thế à. Tổ sư bố cái lũ người tiêm chó đi bảo vệ mấy thằng cướp này kia. Nhanh 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 nhanh. Cha định mày cái lũ mặt người tiêm chó kia. Mày để người cướp này mất tối mà. Tổ sư bố nhà chúng mày người ta làm gì? Tổ sư bố nhà chúng mày. Cơm chúng mày ăn vào mồm là các bà mày đổ môi chán chán môi lồn đóng thuế nuôi chúng mày. Thế mà các bà mày cậy, các bà mày làm gì? Các bà mày đang đi bộ trên vườn hoa mà chúng mày cậy quyền cậy chức chúng mày nhồng ra. Chúng mày không mang ra để lùa các bà mày về đây à? Cha năm đời mười đời nhà chúng mày cái lũ phá đảng phá nhà nước kia. Đảng nào dạy chúng mày như thế này? Cha lâm đời mười đời cái lũ phá đảng phá nhà nước kia. Vì cướp thì quên dân thì chịu hiệu quả. Cha lâm đời mười đời cái lũ ăn cơm của dân mặc áo của đảng đi bảo kê cho lũ cướp này. Các bà mày chỉ cho mày tội phạm cho mày không về mà bắt đi. Mấy thằng cán bộ quận Hà Đông cái kia, nó cướp đất cướp nhà bắt người cướp tài sản cái kia. Tổ sư bố nhà chúng mày mồ mả nhà tao không yên cái kia. Nó cướp cả nô cả mả nhà tao với kia. Chắc lòng dây mười dây cái lũ ăn cơm chân mặc áo đàn chúng mày. Chúng mày đi bảo vệ cho cái lũ cướp ngày như thế này à. Chắc lắm đời mười đời nhà chúng mày. Chúng mày phá đảng phá nhà nước như thế này à. Chắc lắm đời mười đời nhà chúng mày. Ôi là ơi, đảng ở đâu đảng có nhìn thấy dân khổ như thế này không? Đảng ở đâu bác khổ ở đâu? Có nhìn thấy dân khổ như thế này không? Ôi trời cao đất dày ơi! Cái lũ chúng nó mượn danh đảng, mượn danh nhà nước để nó đi bảo vệ cho cái lũ cướp ngày thế này đây! Ôi giời ơi! Cha... Tao đéo về ở đâu? Tao đéo về! 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 Việc của tao là phải về giám! Tao đéo về đâu, phải chờ tao về vườn hoa mai xuân tưởng. Tao đéo về, tao đéo về vườn hoa mai xuân tưởng. Bây giờ mày mày không mang tao về đấy mày đéo mang xe. Trở về ai gửi xe? Trở về ai gửi xe? Trở về đâu rồi giả đấy mà. Tao lên về đấy tao. Chúng mày làm một cái áo của dân tộc áo của đảng. Gọi người nhà ra, đéo tao xuống ra. Gọi hết ra. Mẹ chúng mày. Cha tin bố chúng mày. Mày phá đảng
lan tay cho người đây. Lên đám. Đây, con toàn bộ người có thể. Chẳng đéo đâu phải chở, cái đám chở luôn. Sướng chưa? Thích nghe phải chở, ngu. Chúng mày đang làm những cái việc bôi xấu đảng, bôi xấu nhà nước nhá. Chúng tao muốn cho đẹp rồi chúng mày bôi xấu phải không? Cô đang có ba bác nào ấy không được để đây tí tôi phải lấy xong được. Thay rồi, 10 rồi.